Ngày 5 tháng 3, cắt tỉa. Chúa Giêsu phán: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Những lời này mở ra một quan điểm mới về đau khổ. Cắt tỉa giúp cây sinh nhiều hoa trái hơn. Dù tôi sinh hoa trái, dù tôi có làm bao nhiêu việc cho nước trời, dù mọi người biết ơn vì được biết Chúa Giêsu qua tôi vẫn cần cắt tỉa nhiều hơn nữa. Nhiều cành và chồi không cần thiết ngăn cản cây nho sinh nhiều hoa trái nhất có thể. Chúng phải được cắt bỏ. Đây là một tiến trình đau đớn, càng đau đớn hơn khi tôi không biết rằng chúng không cần thiết. Chúng thường có vẻ đẹp đẽ, quyến rũ và rất sống động, nhưng chúng cần phải được cắt bỏ để có thể sinh nhiều hoa trái hơn. Điều đó giúp tôi suy nghĩ về những loại trừ đau đớn, những lúc cô đơn, những cảm giác đêm tối và tuyệt vọng của tâm hồn và thiếu sự nâng đỡ và tình thương như là sự cắt tỉa của Thiên Chúa. Tôi biết rằng tôi có thể đã quá vội bằng lòng với đôi hoa trái có được trong đời mình. Có thể tôi nói, ồ, tôi đang làm những điều tốt đây đó, và tôi nên trân trọng và bằng lòng với những điều tốt nho nhỏ tôi đã làm. Nhưng đó có thể là sự khiêm tốn giả tạo và thậm chí là một hình thức lười biếng thiêng liêng. Chúa muốn tôi làm nhiều hơn nữa. Chúa muốn cắt tỉa tôi. Một cây nho bị cắt tỉa trông không đẹp, nhưng trong mùa thu hoạch, nó sinh thật nhiều hoa trái. Thách đố quan trọng là tiếp tục nhận ra bàn tay Chúa cắt tỉa trong đời tôi. Từ đó tôi tránh được oán giận hay buồn khổ và biết ơn hơn. Bởi lẽ tôi được kêu gọi mang lại nhiều hoa trái hơn những gì tôi nghĩ rằng tôi có thể. Từ đó, đau khổ sẽ trở thành phương thế thanh tẩy và làm cho tôi vui mừng với lòng biết ơn sâu sắc và không kiêu căng vì những hoa trái của nó.